kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng chuyển nhượng ngày 9 tháng 7 năm 2020. Trước khi đến với những thông tin bóng đá có trong ngày hôm nay, chúng tôi mong quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ bằng cách bấm subscribe ngay kênh YouTube Hơi Thở Bóng Đá. Nhớ bấm chuông để nhận được thông báo mỗi khi bản tin của chúng tôi lên sóng. Và sau đây là những thông tin có trong bản tin bóng đá ngày hôm nay. James quyết gắn bó với Manchester United. Daniel James là bản hợp đồng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Anh gia nhập Manchester United từ Swansea với giá 15 triệu bảng vào tháng 6 năm 2019. Khi đó, James nổi lên như một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất tại giải hạng dưới. Sau thể hiện tốt ở giai đoạn đầu mùa, cầu thủ 22 tuổi được Solskjaer tin tưởng cho đá chính. Ba lần ra sân đầu tiên, James đều ghi bàn trước khi trải qua chuỗi tịt ngòi kéo dài 6 tháng. Tuyển thủ xứ Wales cuối cùng đã giải hạn vào tháng 3 khi làm tung lưới Lass ở lượt đi vòng 1/8 Europa League. Sau khi mùa giải được nối lại, Mason Greenwood tiến bộ đáng kể và chiếm luôn suất đá chính của James. Có ý kiến cho rằng, cựu cầu thủ của Swansea có thể tạm rời Manchester United dưới dạng cho mượn mùa hè này để có thêm thời gian ra sân. Quỷ đỏ hiện còn đang theo đuổi Jadon Sancho chơi cùng với vị trí của anh. Dù vậy, Barnett vẫn kiên quyết James sẽ ở lại. Khi được hỏi về tương lai của thân chủ trong kỳ chuyển nhượng tới, đại diện của sao chạy cánh Manchester United nói với Sheffield News, James là một phần quan trọng của Manchester United. Tôi cảm thấy cậu ấy sẽ tiếp tục chơi cho Manchester United và không đi đâu cả. Barnett tiếp tục khẳng định rằng James có đủ tư chất để cạnh tranh vị trí trong đội hình của Manchester United. Dù mất phong độ, anh vẫn đang phát triển với tốc độ bình thường. Barnett nói thêm, tôi nghĩ rằng nếu bạn không có quyết tâm, bạn không nên đến Manchester United. Chúng tôi có một ekip có trách nhiệm giúp đỡ họ, và trong trường hợp của James, rõ ràng cậu ấy có nhiều phẩm chất. Tôi nghĩ rằng nếu bạn hỏi chung những người ở Manchester United, tôi đoán họ sẽ rất hài lòng với sự tiến bộ của James. Phong độ một cầu thủ trẻ lúc này, lúc kia cũng là bình thường. Cậu ấy sẽ chờ cơ hội của mình, và khi có được, cậu ấy sẽ nắm bắt. Mới đây, Odeon X Hallo đã đăng một video lên trang cá nhân với hình ảnh Daniel James cùng các đồng đội nhảy múa trong phòng thay đồ. Nó nói lên rằng cầu thủ xứ Wales vẫn đang rất thoải mái ở Manchester United. Huyền thoại Bayern ủng hộ Liverpool mua Thiago. Bayern đã chiêu mộ Thiago Alcantara từ Barcelona với giá 25 triệu euro vào mùa hè năm 2013. Anh đi theo tiếng gọi của huấn luyện viên Pep Guardiola và từng bước trở thành một trong những thành viên quan trọng nhất trong đội hình của họ. Tới nay, Thiago đã có tổng cộng 231 lần ra sân cho Bayern. Cầu thủ 29 tuổi này ghi được 31 bàn thắng, bên cạnh 37 pha kiến tạo. Với Thiago trong đội hình, Bayern đã giành được 15 danh hiệu cả thầy, bao gồm 7 ở Bundesliga. Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi chỉ còn một năm hợp đồng với gã khổng lồ nước Đức và chưa đạt được thỏa thuận gia hạn. Sau chiến thắng trước Aston Villa, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã lên tiếng về khả năng tiền vệ Thiago Alcantara cập bến Liverpool ở phiên chợ hè 2020. Hansi Flick hy vọng rằng Thiago sẽ ở lại. Nhưng huấn luyện viên trưởng Bayern thừa nhận cũng là dễ hiểu khi một cầu thủ tìm kiếm thử thách mới ở lúc bước vào giai đoạn sau của sự nghiệp. Liverpool được đánh giá là điểm đến khả dĩ cho Thiago. Và theo cựu tiền vệ của Bayern và đội tuyển Đức là Matthäus, đây là người có đủ tố chất để chơi cho đội bóng do Klopp dẫn dắt một cách liền mạch và sẽ không ở lại sân Allianz Arena. Nói về Thiago, tôi khá chắc chắn về những dấu hiệu của một cuộc chia tay. Những lý do nào khác khiến cậu ấy không thể chấp nhận đề nghị của Bayern? Liverpool rõ ràng rất quan tâm đến Thiago và cậu ấy chắc chắn yêu thứ bóng đá đó, đội bóng đó và hoàn toàn phù hợp với Jurgen Klopp. Giám đốc điều hành của Bayern, Karl-Heinz Rummenigge cho biết cũng đã cân nhắc về tương lai của Thiago. Chúng tôi đã đàm phán nghiêm túc với Thiago và thực hiện tất cả các mong muốn của cậu ấy. Nhưng có vẻ như cậu ấy muốn làm điều gì đó mới mẻ vào cuối sự nghiệp. Chúng tôi không muốn mất một cầu thủ miễn phí vào năm tới. Tôi đã nói điều đó rất rõ ràng. Cựu danh thủ Manchester United tin có Greenwood thì không cần Sancho. Manchester United đã có liên hệ với một số tài năng tấn công trong cửa sổ chuyển nhượng tiếp theo. Cầu thủ chạy cánh của Borussia Dortmund, Jadon Sancho, được xem là mục tiêu hàng đầu của họ sau khi chứng minh giá trị của mình ở Đức. Sau đó đến những Jack Grealish và James Maddison cũng nằm trong tầm ngắm của Manchester United. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có mong muốn tìm kiếm nhiều sự sáng tạo hơn. Nhưng thuyền trưởng Manchester United dường như đã tìm thấy những phẩm chất đó nơi sản phẩm của học viện, Mason Greenwood. Chàng trai chưa đầy 19 tuổi đã nhận mưa lời khen bởi những màn trình diễn ấn tượng thời gian qua. Greenwood ghi tới 15 bàn thắng mùa này và trong khi còn phải hoàn thiện hơn, O'Shea tin rằng sao trẻ này khiến kế hoạch chuyển nhượng của Manchester United có điều chỉnh. Cựu hậu vệ của Manchester United nói với TalkSport, Greenwood còn một chặng đường dài trước khi đạt được đẳng cấp của Rooney, Van Nistelrooy hay Solskjaer, nhưng cậu ấy đang đi đúng hướng. Hãy nghĩ xem nếu cậu ấy có thể duy trì điều đó và chắc chắn tại thời điểm này Solskjaer đang tin tưởng và lựa chọn.
cậu ấy cũng có thể thay đổi suy nghĩ về các mục tiêu chuyển nhượng. Nếu bạn mang về một tiền đạo, bạn có làm đảo lộn sự cân bằng vào lúc này với bộ ba Anthony Martial, Marcus Rashford và Greenwood hay không? Manchester United đã đánh bại Bournemouth tại Premier League vào thứ Bảy, nhưng đó là một ngày đáng quên với hàng thủ của họ. Mũi đinh ba Martial, Rashford và Greenwood đã ghi tổng cộng 55 bàn mùa này cho Manchester United. Họ còn làm tốt hơn bộ ba Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane của Liverpool. Greenwood dường như đã vượt lên trên Daniel James và Juan Mata trong lựa chọn đá chính và rất được khen ngợi. Solskjaer đã gợi ý rằng đây là cầu thủ dứt điểm tốt nhất ông từng thấy. Vào đầu mùa giải, khi Solskjaer nói về việc Greenwood là người dứt điểm tốt nhất trong số những cầu thủ họ có là một điều tuyệt vời. Hiện tại, rõ ràng thực tế đang hiển thị như vậy và nó rất thú vị. Neymar gần như không thể quay lại Barca. Neymar được Paris Saint-Germain mua về từ Barca vào mùa hè năm 2017 với mức giá kỷ lục 222 triệu euro, tương đương 200 triệu bảng. Đến giờ, chân sút người Brazil sinh năm 1992 này vẫn đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Sau khi chuyển đến Paris Saint-Germain, Neymar đã không ngại bày tỏ mong muốn được trở lại Tây Ban Nha khoác áo đội bóng cũ, nơi anh giành được 8 danh hiệu trong vòng 4 mùa giải. Về phần mình, nhà đương kim vô địch La Liga cũng nhiều lần tìm cách mua lại Neymar. Tuy nhiên, chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barcelona lại khiến fan thất vọng với phát biểu mới nhất. Một thương vụ như thế rất khó xảy ra bởi vì tình hình của mọi đội bóng ở châu Âu bây giờ đều đang rất khó khăn. Bên cạnh đó, Barca cũng tỏ ra rất bình thản với những thông tin xung quanh chân sút Lautaro Martinez, cầu thủ có mức phí giải phóng hợp đồng với Inter lên tới 111 triệu euro đến hết ngày 7 tháng 7. Tôi không muốn nói về chuyển nhượng, chúng tôi chưa đánh dấu các bản hợp đồng trong lịch khi nào nên có. Ngoài ra, Bartomeu cũng chia sẻ về quyết định chi ra 60 triệu euro kèm 5 triệu euro để mua tiền vệ 30 tuổi Miralem Pjanic từ Juventus và bán Arthur cho đối tác để thu về 72 triệu euro cùng 10 triệu euro biến phí. Ông Bartomeu giải thích như sau. Pjanic là cầu thủ mà chúng tôi muốn chiêu mộ từ lâu. Cậu ấy là cầu thủ được nhiều câu lạc bộ săn đón, trong khi có một cầu thủ Barca muốn đến Juventus. Đây là một trường hợp đặc biệt. Thương vụ này không phải để cân bằng tài chính, bởi vì chúng tôi có thể bán cầu thủ khác mà chúng tôi đang nhận được những lời đề nghị. Tuy nhiên, Arthur là một cầu thủ có giá trị cao nhất trong số này. David Moyes muốn bòn rút Manchester United. David Moyes đang làm tốt công việc chữa cháy ở West Ham khi họ vừa đánh bại Chelsea và thủ hòa trên sân Newcastle. Đội bóng thành London đang hơn Aston Villa 4 điểm. Nếu trụ hạng thành công, David Moyes sẽ được lãnh đạo The Hammers cấp tiền mua sắm. Nguồn tin từ The Independent cho hay, hai mục tiêu hàng đầu của cựu huấn luyện viên Manchester United là Jesse Lingard và Phil Jones. David Moyes từng có khoảng thời gian làm việc cùng Lingard và Jones tại Old Trafford mùa bóng 2013-2014 nên hiểu rõ năng lực của các học trò cũ. Phil Jones vừa kiếp đồng mới với Quỷ Đỏ hồi năm ngoái, nhưng kể từ ngày Solskjaer lên nắm quyền, trung vệ người Anh hiếm khi được trao cơ hội. Những chấn thương liên miên khiến phong độ sa sút, Jones chỉ còn lựa chọn thứ 5 ở vị trí trung vệ Quỷ Đỏ. Mùa này, anh mới thi đấu 136 phút tại sân chơi ngoại hạng Anh. Về phần Jesse Lingard, chàng tiền vệ người Anh cũng đánh mất mình sau vòng chung kết World Cup 2018. Solskjaer trao không ít cơ hội cho cầu thủ 27 tuổi này, nhưng những gì ông nhận lại chỉ là nỗi thất vọng. Đến nay, Lingard mới chỉ đá chính 9 trận ở ngoại hạng Anh. Sau khi Bruno Fernandes cập bến Old Trafford, nhiều lần Lingard biến mất khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Manchester United. Với việc Solskjaer đang muốn rước Jack Grealish và Jadon Sancho về nhà hát của những giấc mơ, Jesse Lingard nhiều khả năng sẽ bị thanh trừng. David Moyes sẵn sàng giang tay chào đón hai cậu học trò cũ. Ông tin rằng trong môi trường của West Ham, cả Jones và Lingard có thể phát huy hết năng lực vào mùa giải tới. Manchester United cũng đang muốn thanh lý cả hai ông cãnh trên, nên họ sẵn sàng nhả người nếu nhận được lời đề nghị tổng trị giá 30 triệu bảng. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin có trong tin nóng chuyển nhượng ngày 9 tháng 7 năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm subscribe ngay kênh YouTube Hơi Thở Bóng Đá. Và đừng quên bấm chuông để nhận được thông tin bóng đá hot nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!